gì trời? Để trở lại với kênh Gió Đồng TV. Hôm nay cả nhà ơi, ba dựng nha, ba cậu cháu mình quyết định là ra đồng đi kiếm cá, cua, cá, ốc gì ăn nha cả nhà. Thì mình đi tới đầu bờ thì mình tính đâu mình vô rồi mà vô rồi. Gặp con cá lóc cả nhà ơi. Ủa, đúng rồi, gặp cá lóc cả nhà. Mà nó chết rồi. Nó chết đâu hôm qua giờ. Mà cá lóc còn ăn được. Còn ăn được. Không ấy mình khó hiểu ý. Được á. Không phải là phát đi thẳng bắt cá đi. Không biết cái bị gì chết nữa cả nhà ơi. Con nghĩ thấy là uổng quá. Hình như là nó bị nắng chết hay gì đó. Theo hay là chắc vậy quá. Hay là bị bổn ác thôi. Thôi nói bây giờ anh em ấy tụi mình sẽ đi bắt cua cả nhà ơi. Ở đây thì Lộc với tụi nhỏ thì đang ở một cái nơi là nói chung xa nhà tụi mình lắm. Nhà tụi mình tuốt cả nhà thấy núi không, khu núi đâu không? Mà khu núi là ở bên Khmer bến. Mình bên đây núi nữa cả nhà. Đúng rồi, nói chung cũng cách 5-7 cây số gì đó. Xa lắm cả nhà ơi. Bây giờ mình đi bắt cua thôi. Okay. Giờ để đổ gốc cây đi, mình đi bắt cua. Cá. Nói chung là trên tinh thần là mình bắt cua. Đúng rồi. Nhưng mà có gì lụm đó. Bắt cua là chính mà bắt cá là 10. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok, lên đường. Lên đường. Thì ở đây mình phát hiện được một cái một hai cua. Quy quy móc cua quý. Để quy. Ơi. Rồi. Rồi. Sao mình lúng dữ vậy nè. Ghê vậy? Đây để đây móc của em coi. Quy đem theo này chi. Đã có hang rồi sao. Quy móc để quy. Ôi trời ơi. Rồi, cái hang này đi tới 18 tầng địa ngục dưới. Có quy. Đi tới Vĩnh Gia quý ơi. Quá. Rồi rồi đi tới Vĩnh Gia luôn rồi. Con rồi cả nhà nó sâu quá. Toan rồi. Coi cái điệu này xem. Thấy nhắm có ăn không Quy? Có chứ, yên tâm đi. Quy nhắm được cái miếng này. Chắc ngủ Quy ăn quá à. Học thấy giờ lâu hơn thấy khó ăn rồi cả nhà. Nó đi mà sợ không có cua bởi vì được chừa gâu đâu dám cạo đâu cả nhà. Cái gì? Có lương cái gì nè? Một con cua mà nó cái xác. Nó vỏ con cua. Có lương cái gì nào bà con? Cái gì? Có ăn phát. Có cái hang lương của mày. Hang lương hả? Dạ. Hồi đó giờ tao chưa biết hang lương của mày gành nó ha. Còn cái gành trong gành. Còn cá kìa Quy. Cá. Cá đầu. Cái nhà bây giờ trời nó nóng quá, đi này cũng hơi bị cực. Nắng mà mưa cả nhà, xíu mưa giờ nè. Ồ nè cái hang nè. Hang này chắc hang lương quá. Phải không á? Hay là hang. Thôi bỏ đi. Hang gì trời. Trời ơi, hang của ơi. Cua. Trời ơi. Cua. Trời ơi. Cua. Khổ thì cùng. Ốc nổi nó bự. Đem leo len kìa. Mình có đạo không? Có chứ. Ui. Coi có gì. Cá này chết trơn cả nhà ơi. À, lụng bại. Nắng quá nắng. Chịu không nổi. Nó bị bại liệt. Đục đục có gì không đây ta? Cả nhà ơi, phát vừa bắt được một con cua nè. Quá bự rồi cả nhà ơi. Rồi. Bự quá à. Rồi đi không anh. Bự quá. Con bự quá. Con rồi. Đi về kiếm cái nào bự. Ủa đây có cái nữa cả nhà. Quy tính sao? Quy đi tìm. Quy qua bờ bển đi Quy. Đúng rồi. Phải qua bờ bển kiếm mấy cái hang bự thôi cả nhà. Chắc Quy tán cái len vô đầu phát quá. Quy giữ cái len mà phát được cũng ngon. U cá nè cả nhà. Ui. Ui. Ê ê. Ăn gì đấy? Ê, cá này nè nó nắng quá, nắng nó lên bờ luôn vậy cả nhà. Nóng quá nóng quá cả nhà. Được. Ôi rồi. Ôi. Lọc thịt Quy luôn rồi. Nóng quá nóng rồi cá luôn á. Nè cả nhà, một bầy cá nó lên bờ luôn kìa. Do là nó bị nắng á. Trời ơi. Ui, thọng bển nước trào nè. Ơi, phát bắt được con cá cả nhà ơi. Cá gô non cả nhà ơi. Nó bị nắng nóng nó chết luôn. Giờ nó chết rồi nhưng mà nó bơi được. Nè hàng thọng đó, hàng thọng đây thế nào cũng có cá nè. Đúng rồi. Kìa cá trên bờ nó kìa Quy ơi, nhóc ở trên kìa Quy ơi. Nè, thấy không? Cá gô. Cá gô. Khoát 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 khoát. Dạ. Để thọt cái lỗ này nè. Quy thọt cái ở dưới lên đi mày, trên thọt xuống. Ok ok. Ôi chạy điện gì ghê vậy trời. Điện không có đâu. Thì chuột mà giờ đâu còn nó. Chuột có cả nhà ơi. Có không? Có cá gô non. Nhiều lắm. Nhiều quá, lấy cái tao ý lượng cái nồi lên. Lưng kìa. Cần khai kinh ý lục. Nó đừng con này cả nhà. Ơ vậy là sống. À vậy là tao biết.
ở đây kiếm vũng nước là cá gô dữ dằn luôn. Gì hả? Ừ. Có không phát? Có phát. Mày thọt đi Huy, nó dồn lên phát. Thọt vô Huy, thọt vô Huy. Dồn lên phát bắt. Bà mày hay đã vô ra ngoài chân bà. Phải hàng đó không đó, hàng khác nữa gì đó. Nhỏ quá khó bắt quá Gu ơi. Khó hả? Khó bắt, có nhưng mà khó. À, khó bỏ qua. Nè 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 nè. Gu con, gu con, gu con, gu non. Non hả? Dạ gu non. Nè. Nhỏ xíu à. Được hai con. Ôi. Có nha, có nha. Đó. Ba con. Ba con. Trời nắng này nó kiếm hang lại vô hang đó rồi bà, cú, cả nhà lên, ơi. Cú lên, cú lên cả nhà ơi. Quy quy thọc thoải mái vô, thoải mái vô. Chỗ này là thọc mà yên tâm. Ôi, nè nè cả nhà ơi. Ù, phát gô non Quy gô bự đi. Có phát Quy. Có. Có. Ù. Ê, ê, gô bự nha, gô bự. Trời bự hết sức bự luôn. Thọc vô phát, thọc vô. Nè nè cả nhà ơi. Phát thọc vô nè, phát thọc vô nè, Quy Quy thọc. Quá nắng này cả nhà ơi. Quy thọc vô, Quy thọc vô. Mà nó cũng chết hết rồi, chịu không nổi đâu, trời nắng này. Nó ở trong này. Mới mình giải thác cho nhanh đi chứ đừng đau đớn. Bởi gì? Cái đó là đau đớn từ từ, còn mình cái một bỏ họng này lụng này mình sẽ giải thoát cho nó. Quy Quy thọc vô, thọc vô. Mấy cái hàng như thế này thế nào cũng có cá gô cá lóc. Kiếm những hàng như vậy này mình bắt thế nào cũng có cá lóc vô à. Thế nào à, bỏ đi phát rồi hết rồi. Đi đi, mình đi kiếm những cái hàng vậy mình đi bắt cua. Cá rô non nghe cả nhà ơi, cá rô non, cá rô non. Cua cả nhà ơi. Cua hả? Cua bự, cua bự, cua bự. Ôi, cua kinh. Cua kinh đó hả? Cua hoàng đế, cua bự. Cua đó không sao đâu, cua này cua hoàng đế nè. Đâu? Cua hoàng đế nè, cua bự. Cua hoàng đế, cua hoàng đế. Đâu? Rửa, rửa, rửa. Vô cả nhà, ở đây cua nhiều. Vô ơi. Đó, cái này cua cái mới là cua kinh, tính sợ đấy luôn. Cua trời. Cua cầm bự quá, tính đâu cua kinh luôn này. Cua hoàng đế, cua hoàng đế. Bự lắm cả nhà ơi. Đó, vô đã cua hoàng đế của ơi. Cua hoàng đế, cua hoàng đế của ơi. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế gõ gàng nguyên. Ngon canh đào. Hello, hello. Chọn nó miếng nước đi ha. Ủa mà nước nóng quá, chết chết quá. Nước nóng chết kệ. Kệ đi, phạt khô chứ đừng. Nóng quá con tao quay. Nhà nhóc cái chân này cả nhà. Mấy cái hang này gần đây là có cua hết trơn á. Nắng quá trời nắng cả nhà ơi. Ý, đó, nhái. Nhái trời ơi. Nhái là hồi vậy là không có cua đúng không cô? Không đâu. 2 hours later. Có không? Có cô ơi, có cá bự nha. Cá rô con, cá rô con, cá rô con. Từ 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 từ. Có cá con nữa nè, phát. Từ 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 từ. Cá rô con cả nhà ơi. Cá rô non. Có cá gô trọng rồi. Ôi cá lóc. Rồi, ấy chưa rồi. Rồi. Rồi cá lóc điểm tiêu. Trời ơi, con còn cá lóc một. Thì nó còn có chừng có cá lóc mẹ. Đút sâu vô đi. Có cá cá rô bự nha cả nhà ơi. Thông báo nha, thông báo có cá rô bự nha. Tụi đang nhóc hết kìa. Nắng quá nắng cả nhà. Nó dài quá. Đi rồi chung vô lại rồi cả nhà ơi. Ừ, chung vô lại thì mày cũng phải chết thôi. Đó nha, thêm bonus cá lóc con nữa kìa. Có cá lóc mẹ nha. Cá lóc mẹ nó biết nó có vô hang không nữa. Cá bự ơi. Cái gô kìa, cái gô bự nữa cả nhà. Gô bự cả nhà ơi. Đó, bây giờ chỉ kiếm mấy cái hang vậy thôi mà mình vô à. Thì nắng nắng mới nóng quá, cả nhà nó vô hang trúng. Gô bự nhiều nha cả nhà ơi. Con nhắc thì phát đi luôn. Hồi nãy Quy nhắc nữa. Cá nhắc mày cá con. Quy mà nhắc. Quy kêu đi đi bỏ đi. Phát ở lại phát mò có nhỏ mà nó ú ú không cả nhà. Nhỏ quá thả đi, bắt gì vừa thôi. Ú nhiều quá cả nhà ơi. Ơi. Cũng đóng luôn. Trời ơi con ơi con móc ra nè. Đừng hết hồn nha. Một nắm luôn nè. Móc nổi nhiều lắm Quy ơi. Nè cả nhà, cả nhà, cả nhà nhìn nè cả nhà. Nè, ở lần móc ra nắm không đó. Gì chịu nổi không? Nè nắm nó nè. Quy cũng nắm kìa. Nắm nè. Quy một nắm luôn kìa. Dạ. Cá rô bự nhiều lắm nha cả nhà ơi. Kiểu này thì ăn tới tết bội luôn chưa hết nữa. Ê, có cá lóc. Ê, cá lóc ra bây giờ. Cá lóc.
từ từ vô đi. Cá lóc mà, cá lóc dừa. Cả nhà, cá rô bự nè. Cá lóc cả nhà ơi, vô rồi. Có chừng phóng nè. Vậy nó còn nữa đó, ý cái chừng nó ra kìa. Ra đi. Cá lóc nữa. Anh lại, anh lại. Ôi, ơi, có cá lóc rồi. Ngon rồi cả nhà ơi. Cái gì nó nhảy kìa. Ý, cá gì bự vậy? Ê, có chừng phát. Thấy chưa, thấy tao nói ơi, cả nhà ơi, tao nói có sai không? Đó. Chỉ cần vô mấy cái ụ này thôi là xong luôn à. Để no bữa luôn á. Có cá lóc mẹ nha. Ê, cá lóc ra kìa. Nó ra kìa. Con ra ngoài này nè. Nó cá trong nồi kìa. Trời ơi, cá lóc của tôi. Không có cái nắp đậy vậy mệt rồi. Ê, con cua. Vô phát thục vô. Phát thục vô nè. Hết tạm chưa? Coi, tạm tao quy chưa? Hết chưa? Còn nữa cả nhà ơi. Quá nhiều cả nhà ơi. Cả nhà nhìn, cả nhà biết đây là tổ chim gì không cả nhà? Đây là tổ chim của con chim rồng rọc á. Nhiều nơi kêu bằng rồng rọc. Này. Nhiều quá nhiều. Treo lủng lẳng tùm lum hết. Cây bên đó nữa kìa cả nhà. Nhóc luôn. Rất là nhiều. Cả nhà ơi, ba dưỡng cháu mình tìm nát luôn cái ấy mà. Cái ấy à? Cái ruộng này mà. Cả nhà ơi, phát đang rửa sạch cái bọn ác này. Còn nhiêu đây cũng đủ. Nhiêu đó nó hành tụi mình đó cả nhà. Ê, có cá nha. Có cá. Nó mới bay qua tại con. Bù lão. Thiệt. Nó bay ngang à. Bay ngang cá nữa. Biết bay luôn á. Thiệt mà, nói đùa chi. Ở dưới đây có nè. Tại vì ở quậy là nó vô mấy cái hang. Dạ. Không, dưới đây nước mát của quầy. Nước mát rượi à. Con nghĩ là nó nằm dưới đáy. Không đùa. Phát không đùa đâu. Đâu. Phát móc thử con mình coi. Ơ, cả nhà ơi, cá lóc. 2000 years later. Xài đó phát. Xài đâu? Nhóc có chân nè mày. Nói đâu phát, đâu có thấy đâu. Đây nè. Đâu có thấy đâu. Đây nè. Phát có đây nè, phát theo tay Vi nè. Phát bẻ ăn trái một cho phát luôn hả? Đúng rồi, phát bẻ ăn trái luôn à. Cầm ơi. Cầm đi. Vi cầm giùm phát đi, phát bẻ cho Vi ăn nha. Ui cả nhà. Nó bị nứt như vậy thôi chứ nó ngon lắm nha. Rồi ok, trái đó, trái của Quỳ thôi. Ok, lụm. Lụm thôi. Quỳ quay đâu, Quỳ? Quỳ quên. Quỳ quay đâu? Quỳ lo ăn không? Phát làm gì? Phát chế vô miếng nha. Chỉ cái nhà nè, cách mà không cần phải đổ muối cho hoàng. Phát tiết kiệm muối quá đáng luôn á. Ổng rồi, kêu ổng ăn xài rồi. Ngủ mất tiêu à. Chưa bắt cá lên. Chưa nói mới đi rửa mình thôi. Ổng ngủ mất tiêu. Nhăn giỏng lầm luôn rồi. Ngủ gì trời. Nhìn này mày ngủ. Ngủ sao ăn cá. Ừ. Không mấy giờ ông mình, này mình, ăn, là... mình ăn cá luôn đi. Nhưng trước bỏ ổng rồi. Ừ. Cho ổng định đối luôn. Mày kêu ngủ gì. Dích bẹt te. Ừ. Nè. Con ngủ à, con ngủ sai không? Ai biết không? Thấy nằm giỏng, nằm im gu à. Im gu coi chừng đi luôn ấy vậy đó. Ê, coi chừng đi luôn hả? Điện về nhà. Ê, coi chừng đi luôn hả? Điện về nhà. Kiếm gì cho nào? Cho nào hả? Ừ. Mang cái kiếm gì? Ờ, không bây giờ mình... Mình nhét nguyên trái xoài vô miệng. Vô hỏng ổng phải không? Ừ. Đúng rồi, cho hay. Ngọc phở cho nó la làng lên. Tưởng rồi. Ý tưởng hay á. Ý tưởng hay không? Thông minh không? Trời ơi, phán à. Nói nhét vậy ổng còn phá thêm nữa. Ổng làm trên giỏng à? Đúng rồi, phát hỏi Quy sao Quy biết được. Quy bé xài. Có tủ kiến không ta? Mấy cây xoài này có tủ kiến không? Mình hái tủ không, kiến mình bỏ vô người ổng. Không có hả? Ê. Gì? Mày nhớ nãy tao ở chỗ tao mày đậu xe không? Ừ. Sao?
có cái cây đó dòm lên có tổ ông đó. Sao bẻ rồi hất người ông chơi luôn hả? Chơi luôn chứ. Rồi vậy Quy ổng mà phá thức ổng biết rồi phá không chịu vậy mà. Ừ, tao kêu mày giục mà thằng nào giục cũng đó chịu. Quy giục bộ mà ông gùi vậy không sao đâu. Ừ trời. Ừ, cả nhà heo căng lên mình ra ngoài bắt hữu ông nha. Có gì trời lớn trời lớn ổng luôn. Ok nhớ nghe Dương Út tại nó Quy bắt Quy kêu bộ nó thảy với anh người Dương Út ra. Ê nãy thấy đâu đây mày? Kìa với nó kìa ùa đông lắm cả nhà. Mày ơi tối quá chết rồi quên lấy cái nồi Quy ơi. Quy cho Phát mượn cái nón nha. Ok lấy cái nón luôn đi. Ok lấy nón luôn nha. Quy cho Phát mượn cái hộp quẹt đi. Phát kiếm gì nhùi nhùi lại nè. Cầm Quy ơi cầm gì Phát nhùi lại Phát đốt cái này được không anh? Cái đó Phát đốt nào mới cháy nó đánh Phát chết luôn. Kiếm cái gì dễ bắt lửa đi. Phát này Quy thấy không tốn công không vô hết. Khói vậy quá trời khói luôn rồi. Khói đó tới được con ong cái Phát xỉu rồi. Con ong này cũng nhỏ cả nha. Nhỏ đâu mà đâu. Kiếm cuộn gì khô mới được cả nhà ơi. Không có không được. Không có khói. Quy cho Phát xin miếng lửa. Alo. Ê, Quy nắng rồi Quy. Xin miếng lửa Phát. Tính vài bữa nó quay lại bẻ cả nhà. Cả nhà ơi chờ anh em mình xíu để. Cả nhà ơi, sao một hồi giặt giả. Anh em mình bắt được bao nhiêu đây cả nhà? Nhưng mà được cái cũng nhiều cả nhà ơi. Như đó cũng được rồi, Quy đừng lắc. Lắc chết đó thì sao? Chết đó thì sao? Quy ship. Đây, sao đi. Okay, đi vô. Vào đi là lắng đi. Lẹ. Lẹ Quy ơi. Cho chích ổng béo luôn. Từ chợ Phát Quy ơi, Phát không có gì. Chết. Đi từ từ thôi Quy ơi, đi từ từ thôi. Sao tao mày tao đâu là mày. Tao mày chạy trốn lên nha. Quy chạy đi, Phát trên cái sỏi Phát quay xuống. Ok. Hay là phóng xong chạy trốn. Quy sẽ phóng xong. Trời. Đi mày làm gì vậy? Bắt ông của ơi, bắt ông. Ông xin mình tao. Không cái tổ ông hồi nãy là nãy con Quy mới đi bắt ông vô nè. Chắc nó đeo theo con á, đeo theo con chứ thấy cậu nằm ngủ. Tưởng cậu bắt nó chích cậu á. Chết rồi. Dạ. Sao quỷ nó nằm đó?
À hồi nãy bị ông gượt quá, gượt xuống đó cho bớt gượt á. Gượt quá. Quỷ nó báo trời. Ông nó đánh con nãy giờ đây. Ủa có sao không cô? Rồi đổ quét vô luôn rồi. Này nó ác dữ trời. Kệ dính kim luôn rồi kìa. Gượt con nãy giờ. Dính kim luôn rồi kìa. Rồi. Dạ. Dữ quá. Rồi xong rồi. Tao lắc gì mà còn nó còn tỉnh nữa ta. Tao lắc cái gì? Hả? Con bắt tớ, nó gượt con theo con á. Phóng đây chết con là trời. Ghê vậy? Con tính cái mặt vậy ba con với gì dưỡng như con phát luôn. Đổ nó chưa mới đóng mà mặt nó gác. Đâu ga quý vị kỳ. Không biết đâu. Mà từ đó đâu gượt tới đây chứ vậy? Trời ơi con chạy con thục mạng té ở đây nè. Đi ra. Nó đây không đau nhiều mà nhức con tay trời. Xong hết. Rồi. Con nãy cắt nhức lắm. Con nhức con chết nè. Lỗ nè. Rồi lỗ rồi. 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 Ây nhức quá. Mình thấy ác không trời. Ông này gượt ghê trời. Bắt không có khối sao bắt được. Quên nữa. Con nhúm mà con miếng khối vậy nó không chịu xỉnh à. Nó chạy cạn tốt quản này ác thiệt tình. Nhức chết luôn. Đứng dậy quý, coi ông còn được không? Rồi. Rồi đứt mẹ dép luôn rồi. Lỗ nè. Tích cái mặt ăn. Hai ba con nè. Trời ơi, nó dò chết luôn nè. Mà sao mà đâu nhiều chứ vậy? Một đống luôn á. Không biết nữa đâu nghe. Nó chích cậu á. Ủa lộn nó gượt theo con nè. Trời đâu một đống gì? Ơi. Vượt một cái con đâu một bầy gì? Không một bầy lắm, vượt nó nhiều lắm. Mày lấy đổ mình đâu gì nè. Nè một đống là làm gì mà có cái vụ mà một đâu có đâu nó gượt dù con mắt mày á trời ơi quý một bầy gì hả bỏ dục bỏ cái ly đi bầm luôn dục để không thấy ừ à, mày rõ ràng là hai quỷ chùa này có đâu má mày ê giết chị ấy da kiểu gì chứ không ăn chứ nổi ơi cái nào bầm luôn nè rồi bầm luôn nè đây gì rồi chặt ngón tay bỏ luôn rồi chưa á trời chơi gì không chơi chơi ông chích ủa con lắc nhiều lắm mà sao nó chưa xỉnh ta xỉnh nè đây nha một chích đây nữa nè rồi chích luôn rồi toan lắc rồi uy không sợ mấy mày đi chơi ngu bò vậy uy chơi ngu đau đây nữa nè bữa nào lỡ nó chích ổng cái đi luôn vậy sao đi con mắt mày bây giờ làm ăn kiểu gì đâu chơi mà đang chơi độc con trời uy chơi vậy sao coi được cái mặt kỳ mặt mày á mày không nghe mặt ây da tôi cũng chích con dài lỗ nè phải thiệt mang cá kêu nãy giờ hơi bắt lửa nướng đi đâu nãy giờ ừ. Tại vẫn ngủ không ngủ gì tao nói tao mệt tao nằm chút xíu rồi quay nên nhúm lửa đi không nhúm lửa uy quỷ đem quẹt cái bó túi được rồi gõ gàng rồi đem theo áo ông dục bỏ luôn có đâu con nhúm lửa mà đâu ấy dục lửa tình lửa nhúm lửa có tình hại dưỡng đâu mà không có mình hại mà ông phát nó nói ông rồi không chích đau đâu ừ không chích đau nè bầm luôn nè nè coi kỹ coi rồi mẹ ra đây nè cho cả nhà coi coi cầm máy rồi mới nghi rồi chơi ác chơi ngu nè bầm luôn nè nè bầm nữa nè nè cổ nữa nè thôi tao mày không đi quy không chơi vậy kêu hồi nãy rồi gì đó nè giò nó nè kìa kìa sao mà chích đây được hay lỗ lỗ không chích lủng lỗ ui chơi chơi ác ác không cả nhà cũng vậy cả nhà ác không kêu tao bắt nguyên ngỗ hồi nãy tao nghe là mày ăn gì nữa hắn bỏ luôn rồi mười mấy dít rồi còn gì ăn mắt mày dít gì ờ ui dít gì trời ơi không đánh mày mà đánh tao ờ đổ mình chứ không đánh mày không đổ đi mới cùi nè ui đổ gõ gàng chỉ có thể ui một lao một lao ác ác không ngủ à anh kêu ngủ gì anh kêu ngủ gì ba cả nhà nha bye.